Hoàng đế tinh quân nè tôi không, Hoàng đế tinh quân hiểu ông đệ nhị thiên thần giáng sinh. Thank you.
khám xét bản đền ông về khám xét bản đền sau ra tu chóc ta tính phen người huy ra trần đế biết tay ngự lên đồng tử cứu dậy nhân gian đủ cho đâu đây bị ngàn có sơ dâng lên hôm nay có sơ dâng lên quá về lâu đôi chép viên rành rành về cho đôi chữ trường nhị tự trường sinh phê cho nhị tự trường sinh chữ phu chữ quý khang linh thọ trường phê cho dũng mãnh đôi đường thiên nhân thông phi ngại nhục nhớn ngại phi thông pháp nhớn duy quán tục tùy nhớn trực viên dung thần nhớn như thiên nhật chiếu dị thể hoàn hồng biến minh pháp rơi nội vô sư bất hàm dung Long vân à.
Thường nó bách ra căn phòng cái bàn khăn bàn thì là nhà cái đời cơ cũng thấm nhà pháp sư nhà ha. Dưới hương cùng với đình hương, tuệ hương đức
chỉ kiến hương pha chấp cùng rằng liên hoa ngũ sắc hào quang dập trời. Nay đệ tử đôi lời giải tỏ hình quang lớn ngài sáng ngự đền chung, chứ rằng yêu cảm tất thông khuôn phù đệ tử sẽ hưng lòng thọ trường. Thỉnh mời hoàng đế tinh quân hiệu ông đệ nhị thiên thần giáng sinh. Vốn xưa ông tại thiên đình đêm ngày trầu trực ở trong lâu đài. Số sinh số tử trên đời một tay biên chép mà chẳng sai số nào. Bách quan văn võ đội chào khi ra bệ ngọc trước khi vào tòa trường. Thông minh trí tuệ mọi đường ngất ngài, thông minh trí tuệ mọi đường kiên hào đỉnh túc chẳng có nhường một ai. Thiên tạo đệ nhị thứ hai thông chi tam giới mọi nơi xa gần. Phép ông hành vũ hành phong đây, phép ông hành vũ hành phong đâu đâu cũng phục phục tinh làm tôi. Trời làm đại hạt nắng lôi, cầu quang đạo vũ một thôi dần dần. Quan sai hạ ba thoại thần, tự nhiên nổi trận ầm ầm mưa xa. Điều hòa thiên hạ xứng ca, nam nữ trẻ già đôi lệnh phép tôn quan. Lệnh truyền sai xuống thủy cung, lệnh quan truyền sai xuống nghi thủy cung, tự nhiên mưa gió